Từ nay về sau, ngày nào tao cũng đến đón mày đi học. Cái thằng khùng này, nó dễ thương vậy sao mà giờ mình mới biết ta? Đứa nào dễ thương? Thì thằng tao nói Phong Long. Đi thi thử nè Minh. Cảm ơn Kim nha. Ngày mốt ghé quán chị Minh chơi đi, uống bao nhiêu cũng được hết. Ok, chốt nha. Khỏi lo, nếu mày muốn, sau này tao sẽ nuôi mày. Số lẻ của người ta còn hơn số chẵn của mày đó. Mình nhất định phải đậu đại học. Nhưng mà sao mày không ôn ở nhà mày đi? Mày gom hết qua nhà tao làm chi vậy? Thì tao phải cho mày thấy là tao nỗ lực vì tương lai của tụi mình như thế nào. Mình liên quan gì nhau? Mày chị ở quán rồi đi về đi. Em ở đây với chị. Ê Tú, mặc vào đi. Thời tiết này dễ bị cảm lạnh lắm. Mà khuya rồi, mày đi ngủ không? Đi ngủ hả? Nè, đừng có mà dụ dỗ tao nha. Tao dễ bị cám dỗ lắm đó. Em cứ yêu anh nhiều. Người là chân